đặt ngay từ nhà và đã đặt từ những bắt đầu từ đêm, thì chúng tôi đã đặt điều hai điều huy chương vàng cho một nam và một nữ. Để đương nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng, có thể là sẽ cố gắng với thành tích cao nhất có thể các vận động viên có thể giành được. Để chuẩn bị cho cái việc đó thì ngay từ 2018 chúng tôi đã có những rất kỹ càng lựa chọn đội hình cũng như là đã cung cấp đầy đủ các điều kiện để cho các cháu có những điều kiện tốt nhất. Biết đâu đấy chúng tôi có thể vượt qua được cái chỉ tiêu mà đã đề ra.